Chào anh chị và các bạn nhé. Thì ngày hôm nay thì em chúng giới thiệu cho cô chú anh chị mẫu xe Ford kép mà thật sự là cực kỳ là rẻ. Được cái là em nó là một cái mẫu SUV gầm cao 5 chỗ ngồi, nhưng đặc biệt của em nó thì dành cho cô chú anh chị nào chẳng hạn như là thích chèo đèo lội suối hay là muốn vượt mọi cung đường, mọi địa hình. Đó thì chẳng hạn như mình đi off road, mình đi du lịch cũng rất là ok luôn quý anh chị nhé. Thì nhiều anh chị ngày hôm nay phải nói là em Trung là quay chi tiết và tổng thể, thật sự là hôm vừa rồi đây thì em Trung cũng chưa có thời gian quay em nó, thì ngày hôm nay thì anh chị quan tâm đón xem hết video. Và xe này phải nói là thật sự là em nó được sinh năm 2004, form mới, mẫu mới. Cái dòng này thì em nó có 3 phiên bản, thì một cái là máy 3.0 và 2.0. 2.0 là sao quý vị? 2.0 là chỉ có số sàn thôi, còn em nó là 2.3 và 3.0 là số tự động quý anh chị nha. Đây là ngày hôm nay thì anh chị quan tâm đón xem hết video, phải nói là thật sự là cái xe một cái mẫu SUV gầm cao của anh chị là đẳng cấp. Phải nói là nếu mà để mà so với bản thân của em nó thì anh chị đang thấy trên thị trường của mình nó gọi là xài rất là nhiều. Tại sao được rất là nhiều người ưa chuộng là tại sao quý anh chị? Thứ nhất là nhỏ gọn này, thứ hai xinh xắn này, thứ ba nữa là chạy. Nếu mà anh chị để mà chạy cái đường dài mà anh chị đi du lịch hay là đi tại vì cái dòng này quý chị, đặc biệt của em nó thì em nó lại hai cầu đó, số tự động đó, rất là lành bền quý anh chị. Những dòng này và đặc biệt thêm nữa thì ngày xưa bản thân của em nó ra thì sửa chữa thì phải nói là cũng rất là nhiều tiền, nhưng mà tới giờ rồi thì phải nói là em nó sửa thì cũng không có đáng bao nhiêu tiền đâu quý anh chị. Đây là thật sự là phải nói là ngày hôm nay thì anh chị sorry quý anh chị nhé, quan tâm cái mẫu xe này thì alo cho em Trung. Đó thì xe này em Trung cũng lên sóng thì cũng nhắc cũng nhiều lần rồi quý anh chị. Một mẫu xe Ford Escape đẳng cấp thương hiệu quý anh chị. Giá phải nói là thật sự là rẻ, phải nói là nhất thị trường luôn. Nhưng ở đây quý anh chị, nhưng mà chạy sướng như xe tiền tỷ ha. Đẳng cấp thương hiệu. Thì ngày hôm nay thì anh chị quan tâm đón xem cái video, em Trung sẽ đi từ đằng bên ngoài vô tới phần đằng bên trong cho cô chú anh chị nha. Đó, chào quý anh chị nha. Thì anh chị đang thấy lướt sơ một vòng bên ngoài. Đó thì anh chị được thấy cái cụm đèn của em nó thì anh chị đang thấy rất là to bản luôn. Đó, em này là form mới, mẫu mới, máy 2.3, số tự động quý anh chị hai cầu. Thì anh chị vô thẳng vô tới phần bên ngoài rồi thì anh chị vô tới phần nội thất và đặc biệt quý anh chị. Đây là cái bộ mâm zin của em nó này. Đó, cái bộ mâm của em nó thì phải nói là rất là khỏe khoắn luôn. Đó. Được cái mâm của em nó xài 2016 quý anh chị, R16 thì được cái là nó rất là to bản, chạy rất là đầm chắc quý anh chị. Đây thương hiệu Escape và đằng trong em nó là gương chỉnh điện nha quý anh chị nha. Em nó là gương chỉnh điện luôn. Và tiếp tục quý anh chị vô trong cái phần nội thất của em nó đây. À, yêu chưa, phải nói là thật sự là ngày hôm nay em Trung sẽ quay chi tiết tổng thể cho cô chú anh chị từ nút bấm này. Thật sự phải nói là khi anh chị trải nghiệm lên một cái xe này thì em Trung dám cam kết khẳng định cho cô chú anh chị chạy sướng không khác gì một cái xe tiền tỷ. Đây, vô lăng em nó có cái cần số đằng trên này quý anh chị nha, trang bị cam hành trình này, màn hình Android này. Đó, nội thất tất cả cái thì anh chị cũng cần phải suy nghĩ này, rất là đẹp luôn. Tiếp tục quý anh chị, tại vì cái xe này em Trung cũng chưa phải làm bất cứ thứ gì và cũng chỉ có rửa nước lặn thôi quý anh chị nha. Đây thì anh chị đang thấy phải nói là được cái nội thất của em nó rất là rộng rãi. Và quan trọng quý anh chị khi anh chị ngồi lên cái ghế tài mà anh chị đi đường xa, phải nói là thật sự là nó rất là thoải mái luôn. Đây cái bộ hàng ghế sau của em nó này. Và tiếp tục quý nhỉ, đặc biệt của em nó này. Đây, cái này là cái gì đây? À, chúng sẽ coi xem cái phần này là cái gì. À, cái này là anh chị có cái bàn làm việc luôn. Đấy. Để cốc nước này. Đó, yêu chưa? À, quá yêu luôn. Đấy, có hai cái bàn làm việc hai bên quý anh chị nha. Nội thất thì tất cả các anh chị cũng cần xinh ấy, được cái gọn gàng sạch sẽ và từ những cái keo chỉ này, không mất phần nào. Và tiếp tục quý anh chị, cái dàn vỏ của em nó thì được 70%, mà xe này đặc biệt là em nó thì cũng vừa mới đăng kiểm như quý anh chị nha. Và cái anh chị đâu, nhìn cái form dáng và size của em nó thì phải nói là thật sự là rất là đẹp. Và đặc biệt quý anh chị này, đằng trong này chẳng hạn em nó có hai cái chế độ mở cốp. Đây anh chị mở đây cũng được, hoặc anh chị mở đây cũng được. Anh chị mở đằng nó đây, nó có hai cái đằng đây là cốp lớn này. Đây là cái kính trên này quý anh chị này. Này, chúng sẽ dở lên này. Đấy, không chịu vậy. Rất là tiện lợi luôn. Đấy, thật sự là đặc biệt của em nó là máy 2.3 quý anh chị, chạy phải nói là rất là tiết kiệm thôi. Đó quý anh chị nha. Đây. 2.3 lít. Và tiếp tục quý anh chị, được cái form dáng của em nó thì anh chị cũng cần suy nghĩ không? Nước sơn rất đẹp. Và tiếp tục quý anh chị. Vỏ lốp thì
có hai cặp vỏ đằng sau thì cũng còn rất đẹp, và vỏ đầu thì hơi yếu quý anh chị nha. Đây, cái riêng cái dòng này thì anh chị không cần, đừng có hỏi em Trung là có mục mọt gì không. Đó, tiếp tục quý anh chị. Và cái phần nội thất của em nó đây, đằng bên phụ đó, tapi này, đó, từ những cái keo chỉ này. Thì ngày hôm nay thì em Trung sẽ quay chi tiết tổng thể cho cô chú anh chị, phải nói là cửa anh chị đâu đóng phải nói là rất là chắc nịch luôn. Đây, nội thất của em nó yêu chưa. Cần số này, hai cầu em nó là hai cầu điện, và điều hòa vẫn là điều hòa cơ quý anh chị nha. Tất cả một cái em Trung sẽ từ từ thì em Trung sẽ nổ máy luôn cho cô chú anh chị luôn. Đây thì anh chị muốn sở thích, muốn đam mê, đây quý anh chị, từ những cái đèn này tapi bốn cánh thì vẫn đèn vẫn đang sáng. Thì cái riêng cái dòng này thì anh chị không cần phải hỏi em Trung là cái xe này nó có đâm đụng, có lỗi lầm gì không, nhưng cam kết với quý anh chị rằng chỉ nói từ không quý anh chị nha. Đây, một mẫu xe Ford kép quý anh chị ra, thương hiệu đẳng cấp chưa. Tiếp tục, đây cái vỏ đầu của em nó thì hơi yếu, đăng kiểm của em nó thì đây quý anh chị, tháng 7 năm 2024 quý anh chị nha. Cái dòng này thì anh chị đang thấy phải nói là phòm dáng bây giờ chị thử nghĩ coi, chỉ với hơn trăm thôi đó là anh chị đã sở hữu được một cái mẫu xe mà chạy xứng như xe tiền tỷ luôn. Đấy, thật sự vậy đó, không hiểu đẳng cấp thương hiệu. Cái phần máy của em nó đây quý anh chị, đây quý anh chị, em phải nói là em nó là bốn máy quý anh chị nha. Em Trung sẽ dở luôn cái từng cái phần máy và tất cả cái này. Đây, từ những cái hầm máy của em, đằng trong này nó đang còn đất, đang còn bụi, em Trung chưa rửa, chưa làm bất cứ thứ gì. Đây quý anh chị này, từ những này, từ những cái keo chỉ, tất cả một cái, từ những cái tem mạc đây anh chị nè, từ đang còn đất luôn nha quý anh chị nha. Đây là anh chị quan tâm mẫu xe này alo cho Trung, và giá phải nói là rất yêu thương cho cô chú anh chị. Thì cái xe này hôm vừa rồi em Trung đã có nói với cô chú anh chị rồi, thì em Trung sẽ test thử luôn cho cô chú anh chị một mẫu xe này được cái này nó như thế nào. Đây thì em Trung sẽ nổ máy luôn nha quý anh chị nha. Anh chị thấy không? Cái máy của em nó thì anh chị khi mà anh chị nổ lên không có một cái chuyện mà tiếng rung giật hay là rung lắc gì quý chị nha. Phải nói là thật sự là tất cả mọi chức năng đều hoạt động. Anh chị nhìn từng phim bấm này đó, phải nói là bây giờ anh chị thử nghĩ gây bỏ ra tầm khoảng hơn trăm triệu mua cái xe gì. Anh chị đâu, cái màn hình Android rất là sắc nét luôn. Đây, cái này là cam hành trình nó báo quý chị. Thì ngày hôm nay thì anh chị quan tâm và theo em Trung trải nghiệm luôn nha. Đây, và ngày hôm nay thì anh chị cùng em Trung trải nghiệm, và thật sự là một cái mẫu xe đáng đồng tiền bát gạo quý anh chị. Ford kép đời 2004, form mới, mẫu mới mà em nó thì anh chị phải thấy là máy 2.3 như quý anh chị nha, chứ không phải là máy 3.0. Riêng cái dòng này thì được cái là chạy cái đầm rất là chắc luôn, và đặc biệt quý anh chị, cái tay lái của em nó thì hầu như những cái xe mà cái chẳng hạn như là cái xe mà đời 2004 nó là cái máy mà 3.0 á, anh chị chạy cái vô lăng này của em nó thì phải nói nó rất là nặng, nhưng mà anh chị lên cái xe mà 2.3 này khi em Trung cảm nhận á, cái tay lái của nó thì phải nói là thật sự là nó quá là nhẹ nhàng. Và khi anh chị ngồi lên cái xe này á, ngồi lên trên cái xe này đúng không, cái khi mà cái thế mà mình ngồi lên cái ghế này này nó rất là thoải mái luôn đó. Khi tại vì cái anh chị không, chỉ cần nhích ga lên à, máy 2.3 thôi, nhưng mà phải nói là số tự động cái dòng này nó sản xuất ra thì thật sự là chạy quá phê, quá sướng luôn quý anh chị. À, mẫu xe phải nói là thương hiệu đẳng cấp, nó thuộc cái diện là nồi đồng côi đá mà. Em Trung bật cái tiếp tục cái máy lạnh chút xem là sao, nhưng nó không được lạnh. Đây. Rồi ok quý anh chị, có lạnh luôn rồi. À, quạt kiếp tất cả cái bay tứ lung tung. Tay lái rất nhẹ này, anh chị thấy không? Em Trung chỉ cần xài một ngón tay thôi. Đó, thật sự là phải nói là một cái xe nó quá là phù hợp cho những anh chị nào mà chẳng hạn như là muốn có một cái công trình này đó, hoặc là mình đi du lịch off-road thì những cái dòng này đặc biệt quý vị, nó là hai cầu thì anh chị đi mọi cung đường mà, nhiều khi đường lầy, đường sình hay là đường dốc, tất cả một cái anh chị chạy nó rất là ok luôn ha. Được cái anh chị phải nói là thật sự là quá ok luôn. Đây là cái xe này, thì anh chị cứ quan tâm cái mẫu xe này thì alo cho em Trung, đó, số điện thoại của em Trung thì có để trên phần tiêu đề và mô tả nhá. Nên là thật sự là
một mẫu xe SUV gầm cao 5 chỗ ngồi. Mà mẫu xe này thật sự là anh chị, khi anh chị lên trải nghiệm và cảm nhận em nó thì phải nói là nó cũng giống như là một con em xe tiền tỷ thôi, đúng không anh chị? Rất là nhẹ nhàng và mượt mà quý anh chị. Của em nó cần số nằm trên này quý anh chị này.